Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto với những chiếc xe rẻ, những chiếc xe tuyệt vời. Tối hôm qua thì bên em mới đi về Thái Bình và lấy ra đây một chiếc xe biển số cũng khá là đẹp, 17A15713. Thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Toyota Vios bản E sản xuất năm 2010. Vâng, đây là một chiếc Vios bản E xịn luôn nha các bác nhé. Có phanh ABS, 4 bánh phanh đĩa kết hợp ABS an toàn. Lốp láp thì cực kỳ mới luôn và sử dụng vành la răng đa chấu của hãng Toyota. Nội thất của chiếc xe thì không còn zin nữa rồi, nó là nội thất bọc da lại. Vâng, thế nhưng mà được cái là máy của chiếc xe thì rất là chất chắc luôn nhá. Máy cực kỳ êm chất luôn. Chiếc xe được chủ nhân cũ sử dụng khá cũng tương đối không phải là giữ gìn lắm. Thế nhưng mà xe thì cũng chạy vẫn còn rất là ngon. Máy thì rất là êm, có túi khí cho người lái cũng như người ngồi. Cửa kính các thứ thì là hoạt động hoàn toàn ok. Và kính các thứ bọc phim cách nhiệt rồi. Thưa quý vị các bạn, là chiếc xe bản E xịn này thì giá tại Vũ Duy Auto chỉ có 248 triệu đồng. Đấy, 248 triệu đồng là giá cho một chiếc sedan rồi, rất là rẻ rồi. Vâng. Và form dáng nội ngoại thất thì các bác có thể nhìn qua một chút của chiếc xe này, sau đó ta cùng đánh giá đến chi tiết của chiếc xe. Một mẫu sedan tầm phân khúc hạng B, rất là đẹp. Vâng. Đấy, các bác nhìn quanh ngoại quan qua của chiếc xe này. Đấy. Đầu tiên là ta đi đến phần đèn, sử dụng công nghệ đèn halogen, bóng rất là sáng trong buổi đêm. Rồi đèn pha cốt rất là ổn luôn. Đặc biệt là phần đèn của chiếc xe thì được gắn thêm các cái chi tiết chrome để bọc xung quanh rồi, nên là trông rất là đẹp. Đấy. Bên tài cũng như là bên phụ nha các bác nhá. Có bầu đèn thì nó cũng rất là sáng. Đấy, bầu đèn rất là sáng luôn. Mặt nạ của chiếc xe, các cái hốc gió thì các cái phần nẹp chrome rất là sáng đều và chưa có bị bong chóc. Thế còn logo Toyota thì cực kỳ nổi bật. Đây là một mẫu xe form đời cũ, thế nên là đầu nó hơi múp một chút. Thì cái này thì phù hợp với các bác trung tuổi. Các bác đứng tuổi mình đi thì nó sẽ rất là bền chắc và form dáng thì nó cũng rất là đều. Đặc biệt là chiếc xe này dáng nó không trường mà nó gọn, thế nên là luồn lách trong nội đô hay là mình đi lại thì rất là yên tâm. Đấy. Phần cản dưới các bác có thể nhìn là sơn xi rất là đẹp, không có một chút va chạm nào luôn. Đấy. Xe thì đúng là cũng không phải nghĩ ngợi gì rồi. Và con này đấy, các bác nhìn các cái phần cản của chiếc xe sơn xi rất đều luôn. Bốn quả lốp của chiếc xe thì cũng sử dụng lốp cũng hơi lằng nhằng, thế nhưng mà tuy nhiên thì lốp con này sử dụng là đều là lốp mới cả, lốp 185/60/15. Cái này thì không phải bên em thay thế đâu nhá, mà là chủ nhân cũ người ta đi sao vừa mới về tối hôm qua thì là bên em để vậy thôi, chưa kịp dọn dẹp. Xe chưa dọn dẹp một chút nào luôn nha các bác nhá, vẫn còn bụi đất bụi bẩn đây. Đấy, răng lốp vẫn còn rất là dày. Đấy, các bác nhìn này, chiếc xe thì mới lăn bánh được 16 vạn thôi theo đồng hồ công tơ mét. Đấy, đi cũng khá là ít chứ cũng không nhiều. Đấy, còn cua lốp thì sạch sẽ. Vành la răng, đấy, vành la răng các bác có thể nhìn là la răng rất là đẹp luôn. La răng màu xám. Đấy, 1, 2, 3, 4, 12 chấu. Đấy, lại phanh đĩa kết hợp phanh ABS và đặc biệt là bản E xịn, nên là đây là một chiếc xe có 4 phanh đĩa đàng hoàng. Đấy, phanh đĩa cho cả bánh trước lẫn bánh sau. Gương kính điều chỉnh và là gương kính cụp xòe nha các bác nhá. Có xi nhan kết hợp trên tay gương. Và đây là một chiếc xe bản E xịn. Đấy, xin nhắc lại, chiếc xe bản E xịn. Còn những bản limo thì con này giá chỉ rơi vào tầm khoảng 200, hơn 200 một chút thôi. Thế nhưng mà E xịn thì đương nhiên tiền nào của đấy các bác ạ. Vâng. Các cái phần keo chỉ thì rất là ổn luôn. Keo chỉ cũng tương đối khá là đồng đều. Sơn xi chắc và máy thì chạy rất là êm. Tappi sạch sẽ. Đấy. Tappi sạch sẽ. Đấy các bác nhìn. Kính này, kính điện lưng xuống lưng hạ bình thường. Đấy, cửa kính lưng xuống hạ bình thường luôn nhá. Và đã được dán phim cách nhiệt. Bản lề này, các bác nhìn kỹ các cái phần bản lề rất là nét luôn. Đấy, rồi gioăng cao su. Keo chỉ. Cột này. Chỗ này thì bị ấm mất một chút rồi. Cái này bình thường thôi, không vấn đề gì. Em lột cột cho các bác xem. Đấy, đinh hàn của nó rất là đẹp luôn.
đình rất là đều. Một chiếc xe bản E xịn, rất phù hợp cho các bác đứng tuổi, những người cần cái sự bền bỉ. Và nội thất ghế da màu sữa. Đấy các bác nhìn này, trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ. Đấy, trần nỉ được bọc ni lông rất là sạch sẽ luôn nhá. Táp lô thì không chê vào đâu được rồi. Đấy, qua túi khí này, táp lô rất là bóng sạch luôn. Em lột hẳn cái táp lô lên cho các bác xem này. Đấy, đấy các bác nhìn này, táp lô rất là sạch luôn nhá. Đấy, chiếc xe thì mới lăn bánh được có 16 vạn thôi. Đấy, lăn bánh 16 vạn, màn hình giải trí đó. Cái tí nữa ta đi chi tiết vào cái phần đấy sau. Rồi, kính bên này thế, đây, tapi rất là sạch luôn, không khoan đục một chút nào luôn nhá, không có dịch vụ taxi gì cả. Đấy, kính này, lên xuống này rất là êm, xe không có dịch vụ. Đấy, kính các thứ là vẫn còn rất là ngon, keo chỉ đây. Đấy, một chiếc xe sử dụng máy xăng đến 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khoảng tầm 6 lít rưỡi trên 100 cây. Đấy, và dòng này thì nó cực bền bỉ rồi, đi cực kỳ chắc. Đấy, lốp lap thì các bác nhìn này, lốp đằng sau này là lốp saloon 185/60, vành 15, vành la răng 12 chấu, phanh đĩa kết hợp phanh ABS. Đấy, tương đối khá là an toàn. Đấy, cua lốp này vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhá. Các bác có thể nhìn đây là nước chảy ra từ ống bô xả. Đấy, các bác biết là máy hoạt động vẫn còn rất là ngon, và đặc biệt là cái bộ than của nó rất là tốt nên là nước nó mới chảy ra đây. Đấy, thế còn đâu thì ta sẽ đi mở khoang cốp. Đấy, trước khi mở khoang cốp thì ta sẽ xem các cái phần đèn ở sau. Đây các bác nhìn này, đèn hậu bóng rất là trong luôn nhá, bóng rất là trong và đã được nẹp chi tiết chrome cho chiếc xe nên là cũng rất là sáng. Đấy, biển số Thái Bình. Đấy, nên những ai mà ở Thái Bình mua chiếc xe này thì về sang tên rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Đấy, vừa lấy xe hôm qua xong. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, bên em thì lượng xe mua bán thì rất là nhanh gọn, nên là những bác nào mà quan tâm đến kênh của Vũ Duy Auto thì nếu mà yêu thích thì hãy gọi điện ngay để còn xác nhận xem xe còn không. Vì là nhiều lúc xe đẹp giá rẻ quá thì các bác mua nhanh, đến lúc hỏi không có thì lại bảo là thế này thế kia cũng khó. Thế nên là các bác những ai yêu thích những cái chiếc xe của Vũ Duy Auto thì phải nhanh tay gọi điện cho em để mà xác nhận xe có không. Đây, mình mở cốp nhá. Con này thì có một chìa cơ và một chìa có gắn khiển nguyên bản của hãng. Đấy, Vios E, cốp mở ra rất là nhẹ nhàng. Wow, cũng khá là sạch sẽ đấy các bác. Vâng, để các bác nhìn phần đinh hàn, đinh tán này. Đấy, rồi keo chỉ nắp cabo này. Đấy, sơn xi rất đều luôn, rất là khôn xe nhá. Đấy, sơn rất là khôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, xe tương đối khá là đều. Đấy, sơn nét nẹt luôn. Đấy, phần để đồ của chiếc xe thì khá là rộng. Đấy, chủ nhân cũ người ta cũng thích loa lên kia, có một cái loa này, nhưng mà không biết là có dùng không. Đấy, chắc là loa ở gầm này rồi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, bộ loa rất là chất lượng. Đây, số khung số máy này các bác nhá, của Toyota. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn nhá. Đấy, rất là rõ ràng. Đấy, cốp để đồ. Ô, lốp sơ cua rất là đẹp. Và đặc biệt là phần sàn thì em thấy rằng là sàn của chiếc xe thì khá là sạch sẽ. Đấy, các bác nhìn này, sàn rất là sạch, không có ngấm nước một chút nào luôn nhá. Đấy, hình như cái này thiếu rồi. À, thiếu bộ đồ tháo mở, không thấy đâu cả. Đấy, cái này là một điểm trừ. Ở đâu, nó ở đâu thì tí nữa em sẽ tìm. Thế nhưng mà hôm qua về đúng là không biết là kia là chắc lại không để ý, thế là cuối cùng lại không có đồ tháo mở rồi. Đấy, một điểm trừ của chiếc xe. Nhưng cái này thì ai mua thì em sẽ khuyến mại luôn bộ đồ nghề, làm sao cho nó đầy đủ nhất khi các bác đi đường. Đấy, các bác thực sự lấy yên tâm. Đấy, vậy lốp bên này thì cũng là lốp 185/65 vành 15, 60 vành 15. Và đây các bác nhìn là lốp cung hô. Đấy, nói chung là cũng như em giới thiệu rồi đấy, lốp đa chủng loại. Thế nhưng mà vành la răng phanh đĩa rồi kết hợp phanh ABS rất là tiện lợi, rất là hiện đại và an toàn. Đấy, khi mà đi tốc độ cao không bao giờ biết xe dịch trơn trượt nha các bác nhá.
Thế còn nội thất ghế da này, các bác nhìn ghế da đằng sau ngồi nó cái phần ốp này nó rất là rộng, khả năng ngồi nó rất là ôm. Đấy, trần nỉ này sạch sẽ luôn. Đấy, rộng rãi, không gian ghế da rộng rãi. Và con này thì chỉ có một vùng điều hòa ở đằng trước thôi nha các bác nhá. Đấy, cái răng cao su này. Thời tiết ánh sáng rất là ủng hộ nên các bác cứ nhìn kỹ video thì các bác sẽ hiểu là chất xe như thế nào. Nói chung nó là một chiếc xe cũng không phải là chất hẳn, xịn hẳn, nhưng mà cũng là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo với cái giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ 248 triệu đồng đã có ngay được một chiếc xe rất là đẹp này rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, tapi sạch sẽ không thèm khoan đục. Đấy, còn đây, đây các bác nhìn này, cửa kính nâng 4 cổng 1 chạm. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Đấy, kính lần xuống hạ bình thường. Nói chung là tất cả các chức năng điện thì bên em sẽ phải đảm bảo rồi. Khóa kính, chốt kính nha. Đấy, thế còn đặc biệt là cái phần gương kính cụp xe thì nó lại để đây cơ. Đấy, gương kính cụp xe lại để đây. Đấy, chờ. Đây, quay xem rồi này. Cái cục xe nhá. Thế còn phần đồng hồ hiển thị các bác này trông rất là đơn giản luôn, cơ bản của dòng Vios. Nhưng mà có một cái điểm là Vios thì cái mặt đồng hồ hiển thị nằm ngay giữa xe. Đấy, thế. Vô lăng thì cũng tương đối khá là cũ theo thời gian rồi. Tay vô lăng thì cũng đã lì, logo thì cũng bị mất cái màu này. Thế nhưng mà được cái là túi khí còn nguyên nhá các bác nhá. Đấy, còi cực kỳ to. Con này túi khí còn nguyên zin luôn đấy ạ. Vâng, vẫn còn nguyên. Đấy, hộc đồ của chiếc xe thì khá là rộng rãi. Đấy, để rất nhiều đồ. Đấy, các bác nhìn. Vâng. Đấy, rất nhiều cái hộp chức năng của chiếc xe. Đấy, rất là tiện, hộc nước, nước các thứ. Thế còn đây, đặc biệt là cái màn hình này, em muốn giới thiệu cái màn hình này. Hiện nay là xe đang chạy nhá các bác nhá. Hiện nay xe đang chạy. Đấy, màn hình đây thì hiển thị rất nhiều chức năng. Đấy, camera DVD rồi tốc độ động cơ xe. Đấy, định vị rồi các thứ, công nhận là cái màn hình này cũng khá là ok luôn. Bản đồ này em định vị luôn nhá, và các bác có thể nhìn cửa hàng của Vũ Duy ô tô luôn. Đấy, em định vị luôn cửa hàng của em ở đâu. Đấy các bác nhìn này, Vũ Duy ô tô này to đùng luôn đấy nhá. Đấy các bác nhìn này, nó nằm ngay ở chỗ cảng vật cách Quan Toan. Đấy, khu bé tí nữa. Đấy, cả công ty cảng vật cách này, Vũ Duy ô tô. Đấy, cửa hàng em ở đây nhá. Những ai quan tâm thì cứ tra cái chỗ này hoặc là chỗ này thì nó sẽ ra ngay trên Google Maps. Đánh hẳn vào đây này, bác đánh vào đây, xong rồi bác bấm vào loa, xong rồi bác ghi là Vũ Duy ô tô thì là nó sẽ ra luôn cái chỗ cửa hàng của em. Đấy, một sự rất là tiện lợi cho các bác những ai tìm cửa hàng. Thế còn điều hòa điều chỉnh cơ thôi, nhưng con này điều hòa rất là mát sâu luôn đấy, điều hòa mát sâu luôn, vì nghe thấy chủ nhân cũ bảo là bơm ga, mới bơm ga rồi. Đấy, cũng rất là tiện. Đấy, thế còn tay nắm cần số thì cũng đã trông nó hơi cũ sơ thành ra một chút. Để tay phanh, hộp để đồ rộng rãi tiện lợi. Ô, quên cả bộ chìa khóa, bán cho cả mình bộ chìa khóa này. Đấy, thế còn các cái hộc sạc thì nó cũng đơn giản thôi. Nói chung là con này là một dòng xe đơn giản, không có gì cả. Phần đấy, thôi tiện thì lót cái này vào cái. Cái tấm thảm này chủ nhân cũ người ta bán thì có luôn cái này, rất là tiện, sạch sẽ, và cái này nó cách nhiệt luôn, rất là tiện lợi đấy, lại sạch ngay. Đấy, thôi, ta đi xem phần gầm, sau đó đi phần động cơ nhá. Con này hiện nay động cơ đang chạy, thì em đi phần gầm đã, sau rồi tí ta lại khởi động lại xe. Đấy, các bác nhìn gầm mẹ này, gầm mẹ khô sạch, đấy, cũng tương đối, nói chung là con xe này thì cũng thuộc dạng gầm mẹ tương đối thôi. Không có gì cả. Nhưng mà cũng cũng ổn, chủ yếu là cái máy của nó thì chạy rất là chất luôn. Rồi, em tắt chìa khóa này. Rồi, tắt rồi nhá. Bây giờ em Vũ Duy Auto sẽ khởi động chiếc xe, không lẽ các bác lại bảo là xe thì không đề được. Ồ, chân ga. Chết thật, không đề được thật. Ui, chán chê, cuối cùng phát hiện ra là xe hết ắc quy các bác. Đấy, báo cảnh báo ắc quy.
cảnh báo hết ắc quy rồi. Đấy, may quá lên rồi. Thế là hóa ra là ắc quy bị yếu. Thôi, nhanh chóng thì không để ấy. May đè rồi thôi. Đấy, máy rất là êm nha các bác nhá. Được 600 vòng phút luôn. Con này cái dòng máy 1.5 thì nó đã tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cũng không thể nghĩ là nó lại cái mức độ tiết kiệm nhiên liệu của xe nó lại tốt như thế. Vâng, cái mức tiêu thụ nhiên liệu khá là ấn tượng, hơn 6 lít 100 cây. Đấy. Chà 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 chà, khoang động cơ là khá là sạch. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc Toyota Vios bản E này. Về phần máy thì đầu tiên là em nghe về cảm nhận máy thì máy khá là êm, chạy rất là êm chắc. Xem mà dầu mỡ thì không, dầu mỡ thì chuẩn chỉ, dầu mỡ rất là sóng sánh luôn, dầu rất là đẹp đấy, dầu con này thì đẹp rồi. Nói chung là được bảo dưỡng định kỳ thì dầu giữa các thứ là ngon. Còn cái phần này sao, phần mở nắp dàn có kiểm tra hơi thừa, ô nét căng không có một chút hơi thừa đâu luôn. Với cái khối máy này thì con này là ngon đấy. Vâng, máy chạy rất là chất luôn, êm. Đấy, và các bác có thể nhìn các cái phần ốc nhá của chiếc xe này. Đấy, được cái là máy chạy rất là êm. Về chất máy thì không chê vào đâu được rồi. Đấy, ắc quy của chiếc xe này là ắc quy X Pro. Đấy, ắc quy vẫn còn tương đối khá là mới, và là ắc quy dòng 60 à? Không phải, không phải. Con này xem nào, 55. Vâng, đấy, hộp cầu chi này. Đấy, các bác nhìn này, sơn xi rất là đều luôn. Đó, cái phần khung đây, đèn này. Đấy, em quay rất kỹ này nào, các bác thì cứ tự nhiên đánh giá thôi. Vâng, đèn nào của đấy. Vâng, với cái giá 248 triệu đồng thì hiếm có, khó gặp luôn ạ. Chứ còn 2010 bản E xịn nhá. Chứ còn cái loại bản limo nâng E kia nhà em cũng có 2011, nhưng giá nó chỉ có 220 thôi. Đấy, đấy các bác có nhìn các cái phần mép, cabo, rồi keo chỉ này, động cơ này. Đấy, máy rất là khô luôn. Quay luôn gầm. Máy khá là êm à, được con này máy chất phết. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vuji Auto tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Toyota Vios mới nhập về cửa hàng bản E xịn, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, là một mẫu sedan rất phù hợp với các bác trung tuổi. Những ai ưa thích sự đơn giản, nhẹ nhàng, bền bỉ thì đây là một mẫu xe lý tưởng cho các bác. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm, theo dõi, chia sẻ kênh Giúp Fuji Auto trong thời gian qua. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý, chiếc xe yêu thích. Và nhớ đừng quên là like kênh cũng như là đăng ký kênh để mà theo dõi được những mẫu xe liên tục cập nhật về cửa hàng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.